Vâng, hello, xin chào tất cả anh chị đã trở lại với Seven Đam Mê. Hôm nay thì em mang tới cho anh chị một cái sản phẩm cao cấp nhất của dòng mạch E, đó là một chiếc E400 thế hệ mới. Thì thế hệ mới nó được trang bị máy là 3.0 turbo kép tăng áp và hộp số là 7G Trulic Bluetooth các anh chị nhé. Thì cho chiếc xe nó vận hành nó êm ái mượt mà hơn, và máy thế hệ mới thì nó tiết kiệm hơn 20% nhiên liệu, đặc biệt là cụm đèn nét thông minh cực kỳ là đẹp, và những cái phần ga năng đầu xe và bộ la răng thực sự là đa chấu quá đẹp. Và cái thân xe thì nó tiếp cận một chiếc xe Mercedes, nó là một dòng xe sang rồi, thì E400 là một chiếc xe dành cho những ông chủ. Thì nó có chiều dài lên tới 4m90 và trục cơ sở là 2m87, và trang bị tất cả những cái tính năng cao cấp nhất trong phân khúc xe hạng sang, chẳng hạn như hệ thống phanh chống bó cứng ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS chống trượt khi tăng tốc, ASR ổn định thân xe, và điện tử ESP, hệ thống phanh Adaptive với chức năng hỗ trợ dừng xe hâu và hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Hit Start Assist, hệ thống cảnh báo giảm áp suất lốp, hệ thống khoang cửa trung tâm và các chức năng tự động khóa khi xe chạy và mở khóa cửa khẩn cấp các bác nhé. Đèn phanh active nhấp nháy khi phanh gấp, túi khí phía trước, túi khí bên hông và phía trước sau, túi khí cửa sổ, túi khí bảo vệ vùng xương chậu và ghế trước, tựa đầu điều chỉnh được cho tất cả các ghế tựa đầu, giảm chấn thương cổ cho ghế trước. Dây đo an toàn 3 điểm. Phải nói là một chiếc xe nó quá hoàn hảo về chất lượng các bạn ạ. Chạy chiếc xe này thì không có gì phải bàn cãi cả, với cặp đèn đằng sau cũng là full LED, hiệu ứng 3D. Và có một cái thân hình xe cực kỳ là dài rộng, cửa sổ lock panorama toàn cảnh, và tất cả những vô số nhiều những cái tính năng cao cấp được trang bị trên chiếc E400 này, để cho chúng ta có cái cơ hội vận hành một cách êm ái mượt mà và độ tĩnh cao với độ cách âm trong ngồi. Xây dựng lên chiếc xe với những vật liệu cao cấp, chẳng hạn như những hợp kim hàng đầu thế giới, thì cho chiếc xe nó cứng cáp hơn và nó không bị xuống cấp qua thời gian. Đèn phanh trên cao và cốp thì cũng vô cùng là rộng rãi, và trang bị cốp điện, cảm biến cảnh báo va chạm 4 lúc quanh xe. Phải nói là vô số những cái tính năng để chúng ta có thể dành những cái thời gian rất là dài để mà miêu tả về chiếc xe này. Khi các bác vận hành chiếc xe này thì dù là động cơ 3.0 đấy, turbo kép, nó cho chúng ta mới một cái mã lực lên đến 333 HP ở vòng tua là 5.000 Nm. Wow, một con số thực sự là ấn tượng đấy. Theo công bố nhà sản xuất thì chiếc xe này vận hành đường ngoài đô thị nó chỉ 7,5 lít trên 100 km. Nó quá tuyệt vời đúng không ạ, quá ấn tượng. Và những vật liệu của xe thì các bác có thể nhìn nó cái trắng phau qua thời gian thôi, không bao giờ han gì vào bùng mọt được. Và cốp thì trang bị cốp điện xuống một cách cực kỳ nhẹ nhàng và êm ái, và giai đoạn cuối là cốp sẽ hít các bác ạ. Các bác có thể thấy rằng đây là một chiếc xe màu nâu cà phê rất là đẹp, với la răng đa chấu và một bộ lốp mới. Và tất cả các bác có thể thấy rằng về độ rộng rãi, độ sang trọng thì chiếc xe trang bị tới 2 cửa nắp panorama, 2 màn hình phía sau giải trí và một cái đầu DVD phía sau để trang bị cho 2 màn hình. Có điều khiển trung tâm, điều hòa là 4 vùng độc lập, các hương gió đa hướng và sàn 5D. Da ghế da bò Mỹ thì có độ bền và tuổi thọ vĩnh cửu luôn, và có rèm bên cạnh và đằng sau nó là rèm điện các bác nhé. Đó. Một chiếc xe nguyên zin nguyên bản được chủ nhân cực kỳ giữ gìn, thì có thể đây là một cái sản phẩm mà các anh chị cũng lưu tâm để sở hữu nó. Nhiều bác đang đặt câu hỏi rằng một chiếc xe nó sang trọng đẳng cấp như thế này thì giá trị của nó rất là cao. Đấy, thì bây giờ hiện tại giá bây giờ nó như thế nào thì cũng xin thưa anh chị là đây là một chiếc xe không hề rẻ, trên 3 tỷ đồng. Và nó quá ấn tượng. Nhưng ngày hôm nay Fukuyo và Xe Đam Mê đang chào bán với giá chỉ có 720 triệu đồng mà thôi. Đấy, xe trên thị trường thì có rất nhiều nơi bán hàng, nhưng với những sản phẩm đạt chất lượng thì khẳng định Xe Đam Mê là một cái thương hiệu gắn liền với tên tuổi, được tất cả mọi anh chị và khách hàng mọi miền Tổ quốc biết đến, với những sản phẩm tiêu chí là chất lượng, xe không đâm xô, không thủy kích gập nước, mà máy số là nguyên zin.
để các bác có thể trải nghiệm. Và tất cả cái tính năng là con đang vận hành tốt như mới và xe được bảo hành 1 năm sử dụng cho các bác yên tâm. Táp lô táp ly, tất cả là dao bỏ Mỹ, nguyên zin nguyên bản, cộng hưởng với gỗ. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy ấn tượng ở cái táp ly và ghế phụ cũng được trang bị 3 vị trí như ghế và ghế toàn bộ chỉnh điện, kể cả từ cái tựa đầu cũng được chỉnh bằng điện luôn. Đấy, nó cực kỳ ấn tượng. Đấy, các bác có thể thấy. Và những cái tính năng an toàn thì trên chiếc xe này phải nói rằng nó đầy ắp những cái tính năng an toàn mà tôi không thể dành cái thời gian trong một cái clip có thể miêu tả hết được. Đấy. Chẳng hạn như là kính rất dày để tăng cường cái độ cách âm trong ngồi và có thể tạo nên 2 lần gioăng. Các bác có thể thấy ấn tượng cực kỳ luôn nhé. Đấy. Với những chi tiết để hoàn thiện lên chiếc xe thì phải nói đây là một những cái chiếc xe mà cái thương hiệu hàng đầu thế giới của hãng. Thì Mercedes là một chiếc xe đến từ Đức cực kỳ nổi tiếng rồi. Đấy, nó có tên tuổi và tất cả các doanh nhân và các nguyên thủ quốc gia đều sở hữu cho mình một chiếc ngôi sao ba cánh may mắn. Ngay cái bản nề của cánh cửa thôi thì các bác có thể thấy rằng hợp kim đúc liền khối nhưng nó cực kỳ lớn để giữ cho chiếc cửa nó vững chắc hơn. Đó, kể cả phần đèn trần không khác gì trên máy bay cả. Đấy. Và bản tam lô thì cũng được bọc da, da zin các bác ạ. Và cái này thì có rèm điện này, ổ 6 đĩa DVD này và CD này. Đấy, cho chúng ta trải nghiệm cái dàn âm thanh cực kỳ là hay và hoàn hảo. Đấy, đề lộ thông minh này, gậy số chuyển số trên vô lăng này, gậy số thể thao này, ga tự động cruise control này. Đấy, và hệ thống ngắt máy khi dừng đèn đỏ. Nó quá tuyệt vời các bác ạ. Đấy. Thực sự là không có gì ấn tượng hơn và chúng ta hãy chú ý là khi chọn một chiếc xe qua sử dụng thì các bác nhìn, hãy nhìn cái đường khe khít liền nào. Đấy. Một chiếc xe nó còn đẹp, nó không bị va chạm thì tất cả đường khe khít liền nào là nó không bị lệch lạc, cong vênh hoặc những cái đường gân dập đổi là nó phải căng, phải phẳng. Và cái đèn LED thông minh 2B cộng hưởng giải đèn LED định vị ban ngày và sinh nha. Cũng là LED 3D luôn mà mặt ga năng thì quá đẹp và hoàn hảo rồi. Và thực sự là với cá nhân tôi thì đây là một chiếc xe nó mang lại nhiều cái điểm cộng và nhiều cái điểm số. Khi càng khám phá nó thì nó càng cho chúng ta nhiều cái ấn tượng và nhiều cái giá trị. Đặc biệt là về cái độ an toàn của chiếc xe và hệ thống khung gập. Kết cấu của nó thì nó quá tuyệt vời. Đèn tích hợp bao rẽ trên gương các bác ạ. Và từ cái tay nắm cửa họ thiết kế rất là hoàn hảo và đẹp. Chúng ta không cần phải dùng một cái trang trí gì cả. Đấy. Ngay cái lẹp chân kính thôi cũng khác biệt. Các bác có thể thấy độ kín của chiếc xe. Đúng ạ, dòng kèo qua bao nhiêu là thời năm sử dụng chịu áp lực môi trường thời tiết nhưng nó không bao giờ bị ảnh hưởng tuổi tác, thì đó là cái giá trị về vật liệu. Đấy, giá trị về vật liệu và những cái da bò Mỹ như thế này thì thực sự là nó có tuổi thọ lên vài chục năm và không bao giờ nó xuống cấp các anh chị nhé. Và bên lái cũng trang bị ghế chỉnh điện và 3 vị trí như ghế đó, tất cả là nguyên zin nguyên bản cho các bác. Đấy. Với những cái giá trị mà bảo hành 1 năm cho những chiếc xe qua sử dụng mà hãng không còn bảo hành thì các bác biết là chúng tôi phải khẳng định cái thương hiệu như thế nào rồi. Đấy, tạo lên 2 lần gioăng. Đấy, lẹp cánh cửa. Đấy, để tăng cường cái độ cách âm chống ồn các bác ạ. Đấy. Từ cái gì? Chốt khóa cửa hoặc từ cái bản nề của nó đặc trưng của Mercedes, nó thực sự là rất ấn tượng. Với cá nhân tôi và không riêng gì những người có tiền thì họ luôn luôn cho xe Mercedes làm cái điều gì đó. Đấy. Vô lăng thì chỉnh điện. Đấy, và tất cả là auto các bác ạ, gạt mưa cũng auto nhé. Đấy, tất cả auto. Đấy, hạn chế tốc độ ga tự động cruise control, vô lăng ngoài ốp da thì còn được bọc gỗ nữa. Đấy. Và thực sự không biết nói gì cả nhưng những sản phẩm của Mercedes thì nó là những sản phẩm tiên tiến hàng đầu thế giới rồi. Các bác có thể thấy rằng xe Mercedes thì cái công nghệ của xe Mercedes thì bao giờ cũng đi trước tất cả các dòng xe trên thế giới khoảng 15 về công nghệ, 15 về cái sự hiện đại, 15 về tất cả những cái giá trị mang lại. Nên có những cái xe Mercedes đấy bây giờ nó mấy chục năm tuổi rồi nhưng nó đã được trang bị những cái tính năng, những cái giá trị an toàn mà nhiều dòng xe hiện tại bây giờ còn chưa có. Đấy. Kể cả bên cạnh cánh cửa sau là đều có trang bị là rèm và màn hình cửa lóc Panorama quá ấn tượng luôn. Và độ rộng rãi thì miễn bàn rồi, để các bác có một không gian nghỉ ngơi thì có thể đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Và chiếc xe vận hành thì quá êm ái rồi các bác ạ. Và nó ấn tượng như vậy thì những cái giá trị mang lại thì tôi ấn tượng. Thực sự tôi mới đầu thì tôi cũng không nghĩ rằng cái khoang động cơ
cái trái tim và linh hồn của chiếc xe thế hệ mới này nó lại ấn tượng như vậy. Đấy, ấn tượng là wow, tôi nghĩ cái khoang động cơ 3.0 thì mức tiêu thụ nguyên liệu của nó bao nhiêu, ngay bản thân tôi cũng đặt ra câu hỏi. Nhưng khi tôi tham khảo tất cả những cái thông số kỹ thuật thì chiếc xe chỉ công bố nhà sản xuất là 7,5 lít trên 100 km đường ngoài đô thị. Và thực sự nó quá ấn tượng với cỗ máy 3.0 turbo kép mà 333 HP. Quá khủng khiếp. Đấy. Và tăng tốc từ 0 đến 100 chỉ có mất 5,5 giây. Đó là theo tất cả cái thông số kỹ thuật của nhà sản xuất và tôi cũng tham khảo và tôi cũng chia sẻ với các anh chị. Vậy thì đây là một sự lựa chọn quá ấn tượng với một mức giá tiền bây giờ gần như là xem trên tiền một chiếc Prius và chưa bằng tiền một chiếc Altis. Nhưng khi các bác cầm lái bước xuống từ một chiếc E400 thì đẳng cấp các bác phải nó được lên ngôi. Tất cả được đánh giá là một đẳng cấp của ông chủ, đẳng cấp của một người có tiền. Nói chung là xem xe qua sử dụng thì các bác cũng lên xem kỹ phần gầm nhé. Tôi xin phép chia sẻ như này, phần gầm nó tiếp xúc mặt đường hàng ngày, nó có thể xảy va chạm thì các bác nhìn cái phần nhựa nhé. Đầu tiên chúng ta phát hiện cái phần nhựa này, nó rất dễ bị tổn thương, khi xảy va chạm thì nó sẽ gãy vỡ ngay. Cái này thì tôi vừa rửa qua lưng lãi cho nó sạch để được quay cho các bác. Và chúng ta hiểu được cái giá trị của dòng xe Mercedes đây này. Từ những cái càng máy này, đấy, những chi tiết càng này, nó đều là những cái kẽm, những cái này nó sơn tĩnh điện này, nó không bao giờ han gì. Và những cái đây treo này, rồi mọi vấn đề này thì nó hợp kim này các bác này, nó trắng tinh nhá. Đấy, nó trắng tinh này, cái mã của nó này. Đấy, mã của nó này, đây là hợp kim. Đấy, hợp kim hết nhá. Cái hợp kim thì nó bền, trọng lượng nhẹ. Đấy, nhưng độ cứng thì cao và không bao giờ han. Thì đây này, phần gầm tiếp xúc mặt đường các bác nhìn thì nó khủng khiếp lắm, nhưng mà đây này, đấy, rất ok đúng không ạ, chuẩn nhá. Con này thì báo cáo các bác là thước lái vừa thay mới. Đây này, cái gì thay mới là tốt, thước lái vừa thay 30 triệu xong. Đấy. Còn cái ông bô của nó là thép không rỉ, nó chịu được những cái nhiệt nóng, các bác nhìn thấy nó xả ra nhưng không bao giờ bị han những dòng xe Nhật hoặc xe Hàn đúng không ạ. Đây nhá. Đấy. Đây nhá. Đấy, đây này. Mã này. Và cái hộp sàn này thì cũng chia sẻ với anh chị là những cái dòng xe thông thường thì người làm thép C45. Nhưng những dòng xe Mercedes này thì người dùng thép là C55. C55 nó cứng và nó bền hơn rất là nhiều. Tiền nào của ấy thôi. Đây cổ phanh thì hiệu suất cao, rất là to này. Đấy, to nhé. Đấy, tăng cái độ bám ma sát này. Và gầm thì nó tăng cường nhiều cái lần cách âm chống ồn. Đây này. Đấy, thảm này. Đấy, và các bác nhìn cho em này. Đấy, gầm này, nhìn con gầm này. Tại sao mà nhiều bác bảo anh Phúc có làm cái gì mà nó sáng choang thì cũng xin thưa anh chị, đây là vật liệu thôi. Đây là vật liệu thôi nhé. Đấy. Thì các bác nhìn này. Đấy, đương nhiên là nó sẽ không bị va chạm rồi. Đương nhiên xe bán thì quay như thế này thì những chiếc xe không chất lượng cao thì không được quay cho các bác như thế này được. Đây là các bác này, nước vẫn giỏ nhé, nước nã này. Đấy, rửa sạch đi cho các bác những nỉ gầm này. Đây gầm của nó này, các bác nhìn cho em này. Thì mẹ cái trang bị cầu sau, cầu đẩy thì lực nó khỏe rất là nhiều, những con ốc cầu này, zin hết này, cầu này rất là to này, dân động này. Đấy, hệ thống treo đa điểm nhá, treo nhiều điểm treo thì nó sẽ êm hơn và cũng là hợp kim hết luôn. Đấy, nhiều lúc các bác nhìn có bảo làm sao nó sáng choang như vậy, bởi những dòng xe Nhật xe Hàn thì nó cứ han rỉ ra. Vâng, vật liệu các bác ạ, vật liệu nhé. Đây bộ này, mãm bám thôi chứ thực ra là nó trắng tinh, khi rửa đi thì nó trắng tinh này. Đấy, những cái cô lốp các bác nhìn nó cứ xanh nẹt này. Đấy, nó không bao giờ han được, cái vật liệu của nó không bao giờ han được. Đấy, không bao giờ han nhé. Thì đó là những cái giá trị cái nhựa của nó cực kỳ đặc biệt. Và chúng ta tránh được đâm va thì chúng ta nhìn được đầu taxi này. Đấy, tôi quay đầu taxi nhé, lưng gầm nó mới nhìn được như này là chuẩn nhé. Đấy, những cái dàn sau đây các bác nhìn này, nó không có cong keo gò lắn gì cả. Đấy, nó chuẩn nhé. Đấy, thì chúng ta yên tâm là xe nó không bị đâm va. Đấy, được chưa. Đấy, cái đầu taxi này chuẩn đét nhé. Đấy, thì đó là những cái lý do mà xem đam mê luôn luôn là làm những dòng xe chất lượng cao. Đây các bác nhìn này. Đấy, và quay rất kỹ cho các bác. Cái này thì các bác không phải check test ở đâu cả. Đấy, tôi quay như này thì coi như đã check test xe rồi cho các bác rồi. Đấy, để các bác biết rằng cái xe nó chất lượng như nào. Với giá trị của xe mà đam mê làm thì đương nhiên là có cam kết và chuẩn, mà quay rất là kỹ. Cái sản phẩm chất lượng cao thì mới quay như này được.
còn không chất lượng cao thì khẳng định các bác là không thể quay được. Đấy, khẳng định các bác luôn. Một dàn lốp thì rất là mới. Đây, chúng ta nhìn trực diện khe này biết là lốp nó sẽ mới nhé. Đấy, máy thì đương nhiên là không giòn rồi. Đấy, các bác nhé. Đấy, các bác yên tâm chị ạ. Vâng, thank you tất cả mọi người. Đó, máy móc không giòn hết các bác nhé. Đấy, được chưa?